Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định nữ Mỹ và nữ Úc thuộc vòng bảng Olympic 2021. Chuyên gia nhận định nữ Mỹ và nữ Úc. Nữ Mỹ và nữ Úc có cùng một trận thắng và một trận bất bại, qua đó đứng vị trí thứ hai và thứ ba bảng G. Như vậy, đội bóng nào giành thắng lợi trận đấu chiều nay sẽ chắc chắn có vé đi tiếp. Ngược lại, dù để thua trận xong, cơ hội có mặt tại vòng tứ kết của nữ Mỹ và nữ Úc vẫn mở rộng khi có thể góp mặt trong nhóm 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất bảng. Tất nhiên, nữ Mỹ và nữ Úc đều muốn tự định đoạt số phận của mình và mục tiêu sẽ giành 3 điểm. Theo nhận xét, nữ Mỹ là đội đặt nhiều kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra khi họ đang là đội bóng số 1 thế giới cùng dàn cầu thủ chất lượng. Xét về phong độ, nhà vô địch World Cup nữ 2019 đang là cái tên đáng gồm khi thắng 7 và thua 1 ở 8 trận vừa rồi. Trong đó, họ vừa vua dập nữ New Zealand với tỷ số 6-1 ở lượt trận cách đây ít ngày tại vòng bảng Olympic. Bên kia sân, người hâm mộ có phần dè chừng khi đặt niềm tin vào nữ Úc, nên biết nữ Úc mới có duy nhất một trận thắng trước nữ New Zealand, còn lại là một trận hòa và thua tới 5 lần ở 7 trận gần nhất. Soi kèo nữ Mỹ và nữ Úc. Nhìn vào quá khứ, nữ Úc là con mồi ưa thích đối với các cô gái cờ hoa, bằng chứng là các cầu thủ Mỹ thắng tới 7, hòa 1 và chỉ thua 1 lần ở 9 trận đối đầu gần nhất. Ngoài thành tích đối đầu thua kém, thành tích kèo nghèo nàn cũng là điểm trừ của nữ Úc trong mắt các nhà đầu tư. Chi tiết là nữ Úc thua kèo 8 và thắng 1 ở 10 trận mới đây. Nhận định soi kèo cặp đấu nữ Mỹ và nữ Úc. Tỷ lệ nữ Mỹ và nữ Úc 0-1, 1 hoặc 2, tỷ lệ 3. Chuyên gia nhận định nữ Mỹ -1, 1 phần 2, dự đoán kết quả chung cuộc 4-1 nghiêng về nữ Mỹ. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.